có chết, những người này cũng không được ăn măng tươi. Măng tươi là thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn. Theo New Medica, măng tươi chứa rất nhiều protein, chất béo, đường carotin và vitamin B, C và canxi phốt pho, chất xơ. Tuy nhiên, món ăn này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Các nhà khoa học khuyến cáo trẻ em và những người đang mắc một số căn bệnh sau cần cẩn trọng hoặc tránh dùng măng. Sỏi thận. Măng chứa nhiều axit azulic, có thể dễ dàng kết hợp với canxi trong cơ thể, tạo thành axit azulic, canxi dẫn đến sỏi thận đường tiết niệu. Do vậy, người bị sỏi thận không nên ăn nhiều măng tươi. Viêm loét dạ dày, tá tràng. Măng tươi giàu chất xơ. Theo đông y, loại thực phẩm này có tính hàn, khó tiêu hóa, nên những người mắc bệnh loét dạ dày và tráng tràng, viêm dạ dày, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản không nên ăn nhiều để tránh làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Mẹo khử độc măng tươi. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng măng tươi, chúng ta có thể áp dụng những cách khử độc sau đây. Cách 1. Bóc hết bẹ lá, vỏ măng, rửa sạch đắt cát, rồi tùy theo từng loại măng độc nhiều hay ít, măng thường hay măng đắng mà có cách xử lý khác nhau. Có thể cắt thành từng lát mỏng hoặc xé nhỏ thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Cách 2. Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần, sau đó mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên, 2 lần trên ngày, hạt luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch. Đến khi nào măng mềm, nghĩa là chất đắng cũng đi hết, lúc đó mới đem chế biến món ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rau muống kết hợp với thực phẩm này sẽ trở thành bài thuốc chữa ba bệnh nguy hiểm. Đông y cho rằng nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu. Chuyên gia gọi rau muống là khắc tinh của bệnh tam cao. Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến hầu hết ở các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa, nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm, kể cả khi trái vụ. Theo nghiên cứu của đông y, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn, nó còn là một vị thuốc nếu chế biến đúng cách. Công dụng của rau muống. Theo đông y, rau muống có tác dụng giải cảm nắng, bù nước, thanh nhiệt, giải độc, cầu máu nhanh, làm mát máu, nhuận tràng, thông tiện. Trong sách Nam Phương Thảo bản trạng Trung Quốc còn ghi rằng đây là loại rau kỳ lạ, có thể kích ứng với khẩu của nhiều người, chữa bệnh không kém gì dược liệu. Cụ thể, rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường, người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam, nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, rau muống giàu chất cellulose, lenin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lenin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Ngoài ra, rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin và carotin giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. 1. Rau muống, trứng gà, chữa hạ huyết áp. Những người bị huyết áp cao nên nấu rau muống cùng với trứng gà. Cách làm như sau: rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị, làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng, vừa vón thành khuôn,
chưa chín hẳn thì cho rau muống vào sau. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Rau muống, thịt gà giảm hấp thụ cholesterol. Người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Cách làm như sau. Rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm vì thơm. Xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho thêm chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào. Rau chín thêm chút gia vị rồi ăn nóng. 3. Rau muống, rau ngô giảm lượng đường trong máu. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp bạn cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Cách làm như sau. Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, rau ngô 30g, thêm nước vừa đủ, nấu thành món canh. Chắc nước canh để uống 2-3 lần một tuần. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, món ăn chữa dứt điểm gai cột sống rất dễ làm, lại còn chống ung thư cực hiệu quả nữa nè. Nhiều người cứ nghĩ trời kêu ai nấy dạ, bệnh tật là lẽ thường tình, thế nên có bệnh thì nhận chứ phòng với tránh chi cho mất công. Thế mới có chuyện bệnh viện ung bướu lúc nào cũng chật kín người, còn các cây thuốc quanh mình thì bị bỏ quên ngó lơ. Có lần tôi có dịp nói chuyện với một người bạn ở nước ngoài, bạn ấy đang làm trong ngành dược. Chúng tôi có trao đổi email qua lại. Bạn ấy hỏi bên Việt Nam có nhiều cây xương rồng không. Tôi bảo nhiều vô số kể. Bạn nói chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc chữa viêm khớp mà trong cây xương rồng có chất này để chữa bệnh rất hiệu quả. Lúc đó tôi mới ồ lên. Vậy mà giăng mình, đâu ai biết, đâu ai quan tâm. Nếu nhớ không nhầm, có lần đi Phan Rang chơi, tôi thấy ở đây xương rồng nhiều vô kể, mọc hoang dại khắp các nẻo đường, giống như biểu tượng của vùng đất quanh năm chỉ có 7 ngày mưa. Nhưng hầu như không ai biết loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả và chữa bằng cách nào. Lúc đó bản thân tôi cũng không biết, cho đến lần tôi có dấu hiệu bị xương khớp, đầu gối đau nhức kinh khủng. Tôi nhớ lại, có lần bạn tôi nói cây xương rồng có chất chữa khớp vi diệu lắm. Vậy là tôi mạnh dạn email cho bạn, rồi được bạn hướng dẫn thế này. Dù thuốc chữa xương khớp vẫn đang trong quá trình bào chế, nhưng bạn có thể chữa tạm thời bằng cách này hiệu quả lắm. Cứ lấy khoảng 3 đọt non xương rồng ba chia, dài chừng 10cm, loại thường dùng để trồng hàng rào. Nhớ lựa đọt non còn tươi xanh và một con cá lóc ruộng khoảng 250g. Cách thực hiện. Bước 1. Xương rồng mua về thì đem tỉa hết gai ở các cạnh, rửa sạch rồi bào hoặc sắp thành từng lát mỏng. Bước 2. Cho một lượng muối vào xương rồng rồi bóp nhẹ, cho ra mũ xương rồng. Đem xả với nước cho hết muối rồi lại cho tiếp một lượng muối vào xương rồng và bóp tiếp. Xả xương rồng lại lần cuối với nước sạch sao cho ra hết mũ. Bước 3. Đem cá lóc làm sạch, bỏ hết nội tạng cá. Bước 4. Cho xương rồng và cá lóc đã sơ chế vào nồi, kèm theo một chén nước, nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi thấy nước gần cạn, cá lóc vừa chín thì tắt bếp. Ăn cá lóc xương rồng trong ngày và ăn trong 5 ngày liên tiếp để xua tan những cơn đau nhức. Ngoài cách trên thì chúng ta có thể áp dụng cách khác dễ hơn, đó là uống nước ép xương rồng vừa đơn giản vừa chữa được rất nhiều căn bệnh chỉ với 1 ly mỗi ngày. Vậy đó mà dần dần tôi đã khỏi. Tôi cũng đem cách này chỉ cho bố của một người bạn bị đau cột sống. Đi khám thì bác sĩ bảo là gai cột sống. Mặc dù đã chạy chữa khá nhiều nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc tây y không thấy khả quan mà quá tốn kém, nên tôi chỉ lại cách chữa bệnh bằng xương rồi cũng khỏi. Vậy đó,
Nếu nhà nào có người bệnh đau nhức xương khớp thì dùng thử nha, biết đâu phước chủ may thầy. Ngoài ra, theo nghiên cứu y khoa tôi đọc được, từ các tài liệu cho rằng xương rồng có thể tốt với một số trường hợp sau: làm dịu chứng viêm khớp, ức chế sự di chuyển bạch cầu, hoạt động như một chất xúc tác trong sự phát triển của các bệnh viêm. Nó chứa vitamin A, B2 và C, rất có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp, giảm đau và chống viêm. Tốt cho đường ruột, giống như một chất khử độc tự nhiên, nó có thể được sử dụng trong điều trị viêm túi mật và viêm đại tràng, và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt cho ruột. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nước ép này giúp giảm viêm ở niệu đạo và bàng quang, đặc biệt là trong trường hợp sỏi mật và nhiễm trùng bàng quang, đường tiết niệu. Tăng cường hệ miễn dịch, uống nước ép xương rồng thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ các loại virus gây hại trong cơ thể, nên giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, hàm lượng phytochemical cao trong cây xương rồng ngăn chặn các khối u và tăng phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Tốt cho phụ nữ. Đối với các chị em phụ nữ đang bị đau bụng kinh, bị chuột rút sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra, cũng hỗ trợ rất tốt trong việc kiểm soát buồng non, giảm mỡ máu. Nước ép xương rồng rất giàu chất xơ hòa tan, làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể. Nó cũng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo, ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, ngăn ngừa ung thư. Một công dụng khác của nước ép xương rồng chính là khả năng ngăn ngừa ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nó có chứa chất chống oxy hóa beta-lactam cao, các chất chống ung thư tự nhiên được sử dụng thay thế cho hóa trị. Giảm nguy cơ thoái hóa. Khi kết hợp nước ép xương rồng với một loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ tổng thể cho sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ thường xuyên nước ép xương rồng có thể làm giảm nguy cơ bệnh thoái hóa và ngăn ngừa lão hóa. Duy trì lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên nước cây xương rồng có thể giúp duy trì lượng đường trong máu. Pectin, chất xơ hòa tan có trong nước trái cây này làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể người. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa.
thường thì đa, thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uống tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, những lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền, vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông, tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ
Xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị, và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng, vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An, rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngài đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch, cắt một lát nhỏ ăn, 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơn la bạc, giả la bạc, kim thất nương, trưởng bắc lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là pitolactoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, xa kết như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ, hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vàng nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuốn lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá, nhưng không gắn trước lá, cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dẹt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn cách trị thoái hóa cột sống lưng mà thiên nhiên ban tặng. Những vị thuốc tự nhiên có sẵn là cách trị thoái hóa cột sống lưng tốt, bổ, rẻ. Tham khảo bốn bài thuốc dân tộc sau, biết đâu cơn đau bạn phải chịu sẽ cải thiện đáng kể. Cách trị thoái hóa cột sống lưng. Bốn cách sau là sự kết hợp của dược thảo thiên nhiên cùng kiến thức dân gian được lưu truyền đến giờ. Mật ong và bột quế. Cho 2 thìa mật ong, 1 muỗng nhỏ bột quế và 1 cốc nước nóng. Mỗi ngày uống 1 đến 2 lần vào sáng và tối. Tuy đây là bài thuốc phối từ hai loại thuốc quý, nhưng không phải ai cũng dùng được. Trường hợp không nên áp dụng. Để an toàn hơn, bạn có thể dùng bài thuốc đắp ngoài, lấy mật ong pha với bột quế, cho thêm chút nước ấm thành hỗn hợp sền sệt, xoa nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau. Mật ong và quế giúp tán hàn trừ thấp, giảm đau rất tốt trong nhiều chứng đau khớp mãn tính. Rễ trinh nữ. Trinh nữ chính là cây xấu hổ. Dược liệu có tác dụng an thần, kháng viêm, làm dịu đau. Cách trị thoái hóa cột sống lưng phổ biến với các biểu hiện đau lưng, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ rửa sạch, thái mỏng, tẩm rượu đem sao thơm còn 20-30g. Đem rễ đã sao thơm, sắc với 400ml nước. Đến khi chỉ còn lại 100ml thì bắt ra, chia làm 2 để uống 2 lần trong ngày. Một cách khác là dùng phối hợp với 20g rễ cúc tần và 10g bưởi buông, 10g rễ đinh lăng và 10g cam thảo dây đem sắc như hướng dẫn. Phần rễ thừa do lấy nhiều nấu thành cao lỏng, pha thêm rượu để dùng dần. Đu đủ, mễ nhân sống. Đây là một món ăn dành cho người hay bị đau nhức do xương khớp thoái hóa. Lấy mỗi thứ 30g, rửa sạch, cho vào nồi, đổ thêm một chén nước, đường liu riu, đến khi thấy mễ nhân chín mềm thì thêm ít đường trắng vào. Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc lành tính, nhưng người bệnh phải dùng trong thời gian dài mới thấy tác dụng. Cây nhàu. Đây là loại cây ưa ẩm, thường mọc ven sông, suối ở các tỉnh Trung, Nam Bộ. Cây cao chừng 4-7m, thân nhẵn, lá mọc đối hình bầu dục. Quả nhàu da sần sùi, hình trứng, có da sần sùi. Xanh nhạt khi còn non và vàng nhạt lúc vừa chín. Đặc trưng của loại quả này là mùi nồng và cay. Cách trị thoái hóa cột sống lưng từ cây nhàu. Cách 1. Lấy 5 lạng rễ nhàu thái nhỏ, phơi khô, xào vàng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong nửa tháng, uống 1 ly nhỏ trước bữa ăn. Cách 2. Sắc 200g quả nhàu già thành lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu. Mỗi lần lấy 20-30ml nước uống, một ngày uống 2-3 lần. Cách 3. Dành cho bệnh nhân phong thấp. Rễ cây nhàu, cây đau xương, thổ phục linh, rễ cỏ xước, mỗi loại 20g, cam thảo dây 6g đem sắc uống. Chia thuốc uống làm 2-3 lần trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đậu phộng hay còn gọi là củ lạc, thần dược chữa bệnh dạ dày mới được khám phá ra, bài thuốc dành cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Củ lạc hay còn được gọi là đậu phộng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất nhiều người không ngờ được rằng nó lại là thần dược chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Xin chân thành chia sẻ cho bạn đọc, lưu lại ngay để áp dụng nhé mọi người. Việt Nam đang có tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày rất lớn. Các nhà y học Trung Quốc đã xác định lạc sống hay còn gọi là đậu phộng có khả năng chữa được bệnh viêm và loét dạ dày. Nếu bị nhẹ, phương pháp chữa như sau: ăn khoảng 12 hột trước các bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, dùng liên tục từ 1-3 tháng. Người nhẹ sau 1 tuần
người nặng sau 3 tuần đều giảm bớt tiết chất chua, chứng bệnh đều bớt hoặc mất hẳn. Các chuyên gia xác định rằng, sở dĩ lạc sống có thể chữa được bệnh dạ dày do nó tạo thành chất keo phủ lên niêm mạc dạ dày. Chất dầu trong lạc sống có tác dụng hạn chế sự tiết chất chua dạ dày, ngăn chặn sự lan rộng của vết viêm, rồi thu hẹp làm lành viêm loét dạ dày. 10 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lạc. Lạc không chỉ là một thực phẩm trong các bữa ăn ngon miệng, mà còn có những công dụng tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng hàm lượng chất béo trong lạc được coi là quá cao, vì thế những người muốn giảm cân, đặc biệt là béo phì, cần loại trừ thực phẩm này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng các sản phẩm từ lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm thấy axit folic trong lạc. Nó chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì. Giúp cho trái tim khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho biết lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu phụng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc, bơ lạc và các sản phẩm từ lạc khác giúp bảo vệ tim, có tác dụng tốt trong phòng chống các bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn lạc và các sản phẩm từ lạc có thể hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh tim mạch 35%, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ mãn kinh thường xuyên ăn lạc có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Kiểm soát cholesterol. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, niacin trong lạc còn giúp hạ thấp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Mặt khác, nhờ chứa nhiều lượng đồng nên khi ăn lạc sẽ giúp tăng lượng cholesterol có lợi và giảm lượng cholesterol có hại. Đậu phụng rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những hạt đậu phộng tự nhiên thơm ngon nên được đưa vào kế hoạch chế biến ăn uống hàng ngày. Đậu phụng không có muối, rất tốt cho động mạch. 1/4 chén đậu phộng chứa lượng chất béo không bão hòa, tương đương 1 muỗng dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol trong máu. Ngăn ngừa lão hóa. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim, còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, đậu phụng rất tốt cho da vì nó giàu vitamin E, giúp làm giảm nếp nhăn trên da. Các nghiên cứu cho thấy ăn đậu phụng luộc giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Tăng cường sức khỏe của xương. Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. Ngăn ngừa sỏi thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng một điều bất ngờ rằng là có thể giúp ngăn ngừa sỏi mật. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng ăn 28g lạc hoặc bơ lạc một tuần có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ, tốt cho chuyện ấy. Theo một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Lycopene, Thụy Điển, thường xuyên ăn lạc sẽ tốt cho chuyện ấy ở đàn ông. Trong lạc có chứa rất nhiều nitric oxide, các chất này sẽ làm tăng khả năng cương cứng lâu hơn bình thường. Do vậy, đàn ông muốn tăng sức hoạt động tình dục thì nên tăng cường thực đơn lạc trong bữa ăn. Thúc đẩy khả năng sinh sản. Lạc có chứa nhiều axit folic mà loại axit này lại rất cần. Lạc có chứa rất nhiều axit folic và loại axit này lại rất cần thiết cho khả năng sinh sản của chị em. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ thường ngày cần được cung cấp 400mg axit folic trước và trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh của em bé sau khi sinh ra đến 70%. Ngăn ngừa ung thư. Chất tetrahydrocannabinol có trong một số loại dầu thực vật như đậu, lạc không những giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách can thiệp vào sự hấp thụ cholesterol,
Chúng còn chống lại bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tiên dược giúp thọ trăm tuổi, cả đời không bị ung thư mà ít ai biết rõ. Khoai môn tốt cho sức khỏe, phòng tránh và ngăn ngừa ung thư. Trong cuốn sách sổ tay sử dụng các món ăn phòng chống ung thư, ghi chép rằng khoai môn chữa bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư gan, ung thư hạch bạch tuyết, mỗi ngày dùng 15 đến 30 g nấu chín rồi ăn. Trường hợp bệnh nhân mắc các loại bệnh ung thư khác nhau, với các loại hạch bạch huyết, hạt di căn nên ăn khoai môn với một lượng thích hợp để kiểm soát và khống chế sự di căn của các hạch bạch huyết. Trong nghiên cứu của y học Trung Quốc cho rằng, khoai môn có thể hỗ trợ điều trị bệnh ruột kết, dạ dày, ruột rộng, táo bón, giải độc, bổ thận, làm tiêu xương và đau, làm giảm tắc nghẽn dạ dày và lá lết, thông hoạt khí, đờm và các triệu chứng khác. Do giá trị dinh dưỡng phong phú, có thể tăng cường chức năng miễn dịch, phòng ngừa và điều trị các bệnh ung thư, được sử dụng như là một thực phẩm chủ yếu. Khoai môn có vai trò lớn trong điều trị hỗ trợ trong phẫu thuật ung thư hoặc xạ trị sau phẫu thuật, hóa trị liệu và phục hồi chức năng, điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu. Một bát nhỏ khoai môn có chứa khoảng 40mg chất magie. Đây là chất cần thiết cho sức khỏe của xương và chức năng của hệ thần kinh cũng như hệ miễn dịch. Nó cũng giúp huyết áp trong máu bình thường, đồng thời điều tiết lượng đường trong máu. Chất magie trong củ khoai môn cũng giúp bạn giảm được chứng chuột rút ở chân, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Một người mỗi ngày cần khoảng 310mg magie. Chữa bệnh đái tháo đường. Đối với người bị đái tháo đường, thường phải kiêng cữ rất nhiều trong ăn uống, thì khoai môn lại là một lựa chọn thích hợp. Tuy chứa nhiều tinh bột, nhưng lượng đường có trong khoai môn lại thấp, nên khi dùng ở mức vừa phải, người bị bệnh đái tháo đường không sợ bị tăng đường huyết. Ngoài ra, trong khoai môn còn có rất nhiều vitamin A, vốn rất tốt trong việc ổn định nồng độ đường trong máu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường mừng rơi nước mắt. Bài thuốc quý từ đậu đen khiến bệnh tiểu đường một đi không trở lại, cả đời không tái phát. Uống đậu đen xanh lòng là một phương pháp đông y cổ truyền xuất xứ từ Trung Hoa. Bài thuốc này nằm trong tập sách Lãnh tra y thoại của Lục Đình Phổ, đời nhà Thanh. Đậu đen xanh lòng được coi là loại thuốc quý có tầm cỡ thần dược. Đây là một phương pháp thanh lọc cơ tạng, tuy thô sơ, đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất cao, có thể chữa được các chứng bệnh và có những khả năng sau: 1. Thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, trị ốm vặt. 2. Nhuận trường, trị táo bón, rối loạn. 3. Giải độc trong bộ ruột, tiêu thủy, làm mạnh gân khỏe có, không đau nhức các khớp xương, làm hết phong thấp và tê mỏi. 4. Bổ tim, gan, thận, làm mắt sáng, thính tai, đen tóc. 5. Tiêu trừ một số bệnh linh tinh thường xảy ra cho người cao tuổi. 6. Ổn định huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, tăng sức đề kháng, chống chọi bệnh tật. Riêng đối với phụ nữ, uống đậu đen xanh lòng sẽ giúp cho sắc diện xanh xao được trở nên hồng hào, da dẻ sẽ được mịn màng, xinh đẹp hơn. Trên cơ sở phát huy của 6 tác dụng trên, bệnh tiểu đường tự nhiên biến mất, đường trong máu trở về mức thích nghi. Ta nên uống liên tục từ bây giờ cho đến hết đời, dù bệnh tiểu đường có muốn tái phát cũng không tài nào tái phát được. Có nghĩa là suốt đời không bị bệnh tiểu đường nữa. Bệnh này thuộc loại bệnh nan y. Y học thế giới không có thuốc để trị dứt bệnh, chỉ giải quyết cho qua cơn bệnh thôi, rồi cũng tái phát. Và nếu có bệnh nặng, sẽ không ưng loại thuốc nào hết.
chính nó là cơ sở phát sinh ra nhiều bệnh quái ác đưa đến tử vong. Các bạn chớ coi thường. Dược liệu. Chỉ có một thứ duy nhất là đậu đen xanh lòng, tức là một loại đậu nhỏ, vỏ ngoài thì đen nhưng trong ruột có màu xanh đậm, hạt lợt tùy theo giống, chứ không phải loại đậu đen có ruột màu trắng thông thường. Chúng ta có thể ra chợ hoặc đến tiệm có bán các loại đậu và bảo họ bán cho vài trăm gram đậu đen xanh lòng đủ để dùng cho một thời gian ngắn thôi. Khi uống hết lại mua tiếp, vì sợ mua nhiều quá để lâu có thể bị hư hay bị mọt ăn. Vì đây là loại còn sống, loại sấy hạn dùng 6 tháng không xài được. Để xác định có đúng là đậu đen xanh lòng hay không, ta cắt hạt cắn bể một vài hạt để xem ruột nó có màu xanh hay không. Liều lượng. Buổi sáng trước khi ăn điểm tâm tối thiểu nửa tiếng đồng hồ. Uống sống, nước trộn 49 hạt đậu đen xanh lòng. Chọn lấy hạt to rửa, vớt bỏ những hạt nổi. Bù lại, hạt tót cho đủ số lượng 49 hạt. Uống nhiều nước chừng nào, tót chừng ấy và liên tục như vậy mỗi ngày. Uống mãi rất có hiệu quả. Thật là đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hiện. Đúng là thực phẩm chức năng. Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi chỉ cần uống mỗi ngày 10 hạt thì mắt sẽ sáng, không đau mắt. Dù học nhiều cũng ít bị cận. Tiêu hóa tốt, không táo bón, sức khỏe tốt, ít ốm đau. Từ 11 đến 16 tuổi uống mỗi ngày 21 hạt. Từ 17 tuổi trở lên uống theo người lớn. Công dụng. Khi đậu đen xanh lòng uống vào trong ruột sẽ nở ra và hút các độc tố ở trong ruột vào nó, rồi đem các độc tố ấy theo phân ra ngoài. Đó là nguyên lý giải độc và trị bệnh của phương pháp uống đậu đen xanh lòng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.